Giải pháp lâu dài để chấm dứt tình trạng ăn bớt tiền thưởng, chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, giải quyết việc làm cho vận động viên sau thời kỳ thi đấu đỉnh cao là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Nêu thực trạng đa số các vận động viên đều chung nỗi lo là làm gì sau khi giã từ sự nghiệp vì thời gian thi đấu đỉnh cao thường ngắn. Các đại biểu đặt câu hỏi về giải pháp lâu dài để đảm bảo tương lai cho vận động viên. Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp lâu dài để đảm bảo tương lai cho vận động viên sau khi giải nghề và đặc biệt là những vận động viên gặp chấn thương. Chúng tôi đang đề xuất với chính phủ sẽ phối hợp với các bộ ngành ban hành những chính sách mới sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên để có thể tập trung yên tâm thi đấu, được phát triển ngành nghề theo đúng nguyện vọng sở trường của mình. Vận động viên thành tích cao, tố cáo huấn luyện viên bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn, phản ánh hiện thực chế độ đại ngộ cho đối tượng này chưa thực sự phù hợp, cơ chế quản lý chưa thực sự hiệu quả. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp lâu dài để quản lý và đảm bảo không tái diễn tình trạng trên. Qua xử lý thì chúng tôi đã kỷ luật bằng phương pháp hành chính và chúng tôi cũng thông tin cung cấp cho các cơ quan chức năng khác để xem xét điều tra khi có dấu hiệu tội phạm. Đủ điều kiện thì sẽ xem xét để mà xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay từ đầu vào phải thông báo cho các em được bao nhiêu, chế độ tiền ăn là bao nhiêu một ngày, chế độ tiền thưởng là bao nhiêu để người ta biết được và người ta quản lý. Và nghiêm cấm việc lập quỹ mặc dù có mục đích. Băn khoăn về câu trả lời của Bộ trưởng liên quan đến giải quyết việc làm, thu nhập cho vận động viên giống những người có thẩm quyền của các nhiệm kỳ trước, đại biểu Lê Hoàng Anh Gia Lai cho rằng cần có thời điểm rõ ràng hơn về các cam kết này. Mỗi một năm chi ngân sách trung ương chi khoảng 900 tỷ cho thể thao. Các nước trên thế giới họ phát triển kinh tế thể thao. Tuy nhiên Việt Nam chúng ta kinh tế thể thao vẫn là khuyết và tật. Như vậy thì Bộ trưởng thấy rằng là cần giải quyết vấn đề kinh tế thể thao như thế nào? Có nhiều người người ta sống được bằng thể thao, không phải làm thể thao người ta ra giải nghề người ta làm. Và thông qua cái hình ảnh của mình, thông qua cái việc mở các câu lạc bộ, thông qua các loại kinh khác và vì cũng vận động viên cũng là công dân. Và người ta làm được những cái việc đó. Thì chúng ta hôm nay tôi không lấy ví dụ như các đồng chí biết là có rất nhiều, chứ không phải là chỉ có đi vào cơ quan nhà nước. Cho nên cái việc đó thì chúng tôi cũng rất đồng tin là cách tiếp cận công việc thì nó lại phải khác. Việc triển khai kinh tế thể thao đã có trong luật nhưng lâu nay chưa làm được nên cần phải sửa đổi chính sách, tạo môi trường thuận lợi và hoàn thiện khung pháp lý. Ngoài ra thì nhiều nội dung liên quan đến giải pháp thu hút nghệ sĩ miễn thị thực cho khách du lịch cũng đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong chương trình Thời sự 20 giờ. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.